Xin chào các bác nhá. Các bác ơi, hôm nay em về hai mẹ con trâu nhá các bác nhá. Em vừa về hai mẹ con. Hai mẹ con nha các bác nha. Đây. Đây con trâu mẹ nha, con trâu mẹ này đẹp nha các bác nha. Con trâu mẹ này to lắm. Chắc qua nó nằm thôi. Đứng dậy xem nào. Đứng dậy. Này các bác ơi. Đây con trâu mẹ nha các bác nha, đẹp nha. Hơi gầy tí thôi, không có cỏ ấy các bạn. Họ chăn, họ cũng không chăn ký ấy, nên không có cỏ. Nhìn to lắm các bác ơi. Hai mẹ con này 45 triệu nha các bác nhá. Hai cặp mẹ con này 45 triệu. Đây con nghé này đẹp nha các bác nhá. Còn nghe cái nha các bác nhá. Bác nào mua về làm giống đẹp nhá. Đầy đủ 4 khoáy nha các bác nhá. Chân cao này, sừng đẹp này. Vì phải cho nó uống nước các bác ơi. Nó còn hứa hay sợ người. Con nghé này cũng đẹp nha các bác nhá. Cả đôi là 45 triệu nha các bác nhá. Bác nào đến bắt thì em có bớt chút ít tiền xăng cho các bác nhá, tiền dầu cho các bác nhá. Còn hai con bò nữa các bác ơi. Còn 4 mẹ con bò nữa. Sừng đẹp mà. Chân đẹp mà. Trâu này trâu giống hay các bác ơi. Làm trâu giống không? Họ chăn cũng không có cỏ ấy. Con này to lắm. Con mẹ này to lắm. Đi xuống xem bò nha các bác nhá. Bác nào cần bò thì liên hệ em nhá. Đi xuống này xem bò. Con này bán riêng con mẹ là 17 triệu nha các bác nhá. Con mẹ này 17 triệu, nếu lấy cả con là 24 triệu nha các bác nhá. Đâu, con ở trong này rồi. Con là con đực nha các bác nhá. Cái tít trong này rồi. Con đây, con đực đây. Còn mẹ con này thì con cái thôi. 26 triệu nha các bác nhá. Bò này mua về chỉ có đẻ thôi, bò giống nha các bác nhá. Bây giờ mang về một năm đẻ một lần. Hay còn hai con gấy sưng hôm trước bán đâu. Hai con hôm trước bán đâu. Lấy về chỉ bán thôi, có người đến lấy mà các bác. Rồi em xin chào các bác nhá. Các bác nào mua thì liên hệ em nhá. Trâu bò về là có người đến lấy đấy. Bác nào lấy thì liên hệ nhanh với em nhá. Thôi em xin chào các bác.